nữ miền Tây. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn nha. Xin chào chị ơi. Dạ, cô chú ơi, thì hôm qua đó là mấy chị đã chuẩn bị xong các phần thịt nướng nè, cũng như là chả giò rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn. Sáng ngày hôm nay đó thì mấy chị em tụi con mang chả giò lên, nó chiên nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn, chiên không kịp luôn cô chú, cho nên là phải nhờ cái cô đi mua rồi cũng chiên tiếp mấy chị em tụi con đó. Còn thịt nướng là đang nướng mới vừa đem ra nè, ở trong thì nhờ anh Nhật nướng tiếp nữa để mà cho kịp tiến độ cho các bà con được ăn sớm, rồi người ta còn đi làm nữa. Thì một cái dĩa như thế này là sẽ có thịt nướng nè, rồi có chả giò rất là thơm ngon luôn nha. Một dĩa thì chỉ có giá là 15.000 đồng thôi, cho nên là cô chú nào mà sáng mà có đói cái bụng thì nhớ mua ủng hộ cho mấy chị em tụi con nhiều nhiều nha. Một dĩa bún thì sẽ có thịt nè, rồi được thêm hai cuốn chả giò nữa, rất là hấp dẫn luôn nha cô chú. Dạ rồi, mà bà ăn mấy phần? Ăn hai dĩa luôn đi bà ơi. Ba dĩa cho bà đi. Dạ, đang làm đây. Ủa, từ từ thôi nghe. Chị làm mà cho bà Út một hộp cái nha chị em. Rồi, đây. Cái dĩa hoàn thành là như thế này nè cô chú. Chú Út ơi, lấy nước mắm với đổ với ớt xuống dưới đi chú Út. Chiền cho mấy bà giùm con nha. Chú Út cầm này trước đi. Được không? Cẩn thận nha. Đây, chú Út cầm nha. Rồi. Trời ơi, có đậu phộng nè. Rồi có mỡ hành béo béo nè. Rồi chả giò thì nó giòn nè. Rồi có thêm rau giá dưa leo rất là hấp dẫn luôn nha cô chú ơi. Ai một phần nữa đây chú Út ơi. Chú Út, đây. Con gửi cho một phần nữa. Rồi giờ là mình làm vô hộp cho bà Út. Bà Út một hộp, bà Ba một hộp hả bà Ba? Ủa bà Ba ba hộp luôn. Chị ơi, chị cho em mấy cái nắp. Dạ, dạ đúng rồi. Để dở qua đây đi. Rồi cho em. Cảm ơn chị. Bà Út là một hộp. Để cho chén được. Sáng đó bụng gung chân cơ. Để nước mắm vô đây chưa? Dạ rồi, con cảm ơn bố nhiều nha. Thôi mình chờ cái tới ngoài còn lâu lắm, mình ăn cái này trước đi cho nó no. Bữa nay bà Ba mua ủng hộ con tới 3 hộp luôn hả bà Ba? Trời ơi, không lẽ nào giờ tặng cho bà Ba gì vậy? Tặng cho bà bịch nước mắm. Dạ rồi, để chút xíu nha. Dạ đủ 3 hộp rồi, chị làm cho em mấy dĩa vậy cô? Dạ rồi, một dĩa, hai dĩa nữa chị ơi. Bà Ba ơi, cái này là hai hộp nè, còn một hộp nữa để con lấy thêm cho bà Ba nha. Dạ. Bà Ba có ăn ớt gì không? Con chưa để ớt nha. Để miếng ớt đi. Rồi. Năm mươi lăm nghìn. Dạ, bún chả giò thịt nướng 15.000 một hộp cô ơi. Đợi chút xíu nha cô. Tại cái con đưa cho cô kia trước. Chú Út múc cho con miếng ớt vô bọc này chú Út. Nè bà ba đợi xíu con múc miếng ớt cho bà, cái bà hãy về nghe bà ba. Dạ được rồi chú ơi. Ớt ngon quá ha, ai ăn ớt ngon quá ha. Ớt ngon quá. Nhìn mà tôi muốn ăn ớt được. Ăn miếng đi bà. Ngon lắm. Trời ơi, không có cay đâu. The the à? Con cảm ơn mà bà. Đây đúng rồi, con mới nói rồi đó, con lại quên. Đấy. Má hả? Dạ con nhiêu này hết cơ. Nhiều cái tính. Rồi chắc con mang về. Em để ở trên đó giùm chị đi nha. Dạ rồi, một dĩa. Dĩa nữa. Con ăn trước đi. Chị có chén nước mắm này ốc nữa. Rồi, một dĩa này của ai nữa? Bưng đi Trâm, bưng nè, bưng xuống giùm chị.
Rồi bưng từ từ thôi nha bé. Đủ rồi đó chị ơi. À, bây giờ là làm tiếp tục hai hộp. Chị làm cho em hai hộp. Dạ rồi, để con hối là. Dạ. Dạ chưa nha. Con cảm ơn cô. Cái này là vừa nướng xong rồi thêm chả giò cũng chiên nóng hổi luôn, về ăn liền ngon nha cô. Hồi nãy mới xong. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Bữa sau mua nữa nha cô. Dạ rồi, có liền người đẹp ơi, hai hộp. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều. Vậy là con đem hai dĩa vô ăn trước nha. Rồi xíu làm thêm hai hộp ha. Rồi, đợi chút xíu, còn một dĩa nữa em bưng luôn. Dạ rồi. Ông Chính ơi, ông Chính mượn giùm con kéo nước mắm lên bên đây giùm con đi ông Chính. Có chén kìa. Không, tại tới hai khách hai bên lận á. Bên chú Tư, bên với bác Chính hai bên lận chị. Nên là chia ra làm hai khu. Đúng rồi. Dạ. Rồi rồi, bởi vì em mới xin thêm nước mắm. Đây bác Chính ơi. Con để đây nha. Rồi, để con. Lấy cái đông chín cho ai? Để sẵn cho chín vô. Vậy thêm cho con thằng chén nữa đi. Để sẵn nữa đi. Rồi. Dạ rồi. Cảm ơn con. Đủ này em chứ. Một dĩa. Hiếu mắm chè lấy thêm đi chú Tư. Đổ đây. Chính ơi, muỗng nè. Trang giùm con. Người đẹp. Người đẹp ơi, mua vài dĩa đi người đẹp ơi. Hai hộp này của ai vậy? Ở trong phải không? Đó, đó, hai dĩa, đó, 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 hai dĩa của cái chị ở trong. Hai hộp của chú Sáu chị á. Một dĩa. Ở dưới hai dĩa hay không? Tiếp tục làm dĩa thêm đi. Bảo làm dĩa luôn hả Bảo? Không, ốc lớn. Bà Tám. Dạ rồi, cô bác Chính. Bà Tám, bà Tám. Dạ 30.000. Dạ. Không có lỗ. Dạ 30 à. Chị kêu con lấy 30 à. Dạ con cảm ơn. Chị ơi, bác Chính trả 40.000. Có hai dĩa chưa? Có hai dĩa chưa? Đây đây con tới liền đây. Để con chút xíu, để con chút xíu. Có rồi, chị. Có rồi đó, cảm ơn một hộp cô mua. Rồi.
phẩm rồi. Con cảm ơn. Nè cầm giùm con. Hộp này dĩa, dĩa, bột dĩa, khoan nghe còn dĩa nữa. Cái chảo dầu nóng nghe bà con ơi, đừng có đi lại nghe bà con. Dạ mà. Còn dĩa không chính ơi. Rồi cho em thêm một dĩa nữa cho bà Tám. Đúng rồi. Ôi ơi, con cảm ơn nhiều lắm nha, ai cũng khen ngon là vui rồi. Ba nào, mở ba ơn như vậy. Dạ đúng rồi. Cảm ơn nha. Dạ con cảm ơn cô. Chị đẹp, mua ủng hộ em và bún chị đẹp ơi. Chú ơi, một dĩa hả? Nè phải không? Rồi làm em thêm dĩa nữa chị An ơi. Ừ, đợi em xíu nha chị. Không có cay. Dạ quá trời xíu ố xuống rồi mà ba ăn cái mới được. Hả? Khoan, đợi em xíu, không kịp. Bà ba. Bút cho cô năm tới số á. Còn dĩa cho bà Tám nữa. Ủa vậy qua chị ba bắn trúng hả? Bắn trúng xong hai con. Đó là dạ. Hộp luôn. Đi ba chị bà ngồi trời. Không mua. Ủa dùng dĩa chứ không bọc hả con? Dạ có hộp. Rồi, vì cô đợi con chút xíu nha cô. Dạ rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ăn gì bé ơi. Rồi, tiết kiệm 5.000 đi. Ông chính ơi bà Tám. Không ơi, ngày trước đi bà Tám sau đi. Rồi bà Tám sao không? Không, dĩa bà Tám đi, bà dĩa bà Tám nha. Chị đó, bún chả giò thịt nướng. Có liền. Một hộp nữa cho em đi chị ơi. Một hộp. Một dĩa. Hai dĩa đẳng nè. Hộp của ai? Hộp của cô dì ba đó. Trước. Dạ đúng rồi. Quá đắt rồi. 5.000. Làm thêm một hộp nữa cho chí Hùng luôn. Rồi. Cho em. Một dĩa nữa đúng không? Bà Tám. Bà Tám. Cho hai hộp luôn. Hai hộp. Bà Tám luôn. Bây giờ dĩa hai hộp này cắm. Một hộp, hộp. Hai hộp đi, Hộp đi, Một hộp. Một hộp. Một hộp. Một hộp với chị Hùng với hai dĩa đẳng là thôi tiền luôn nè. Một hộp hai dĩa. À 45. Thôi 5.000. Dạ cảm ơn. À thì còn mấy miếng đang nướng. Anh Nhật á chị ơi, anh Nhật á. Anh Nhật. Hết rồi kìa. Hỏi anh Nhật á. Hết rồi. Còn chả giò thôi đó. Dạ cảm ơn nhiều. Hộp này của chú Tư phải không? Cho họ cho nó đẹp. Hết thịt rồi. Bất thịt là chả giò thêm. Chả giò thêm, chả giò dư. Tại vì chàng ngày qua có cuốn chả giò dư. Ai thu tiền? Dạ. 15.000, 15.000. Trời ơi, sấy hay vậy chồng. Cảm ơn. Nó dính vô. Anh Nhật ơi, anh đang đốt nhà đó anh Nhật.
Dạ của chú Tư. Rồi còn ai nữa ta? Dạ đây, hậu cái chị gái bên kia kìa sao? Sáu ăn rồi hả? Trong có ở đây rồi, năm với ông Tâm dĩa là sáu. Hai hộp chị có bạn nữa. 690 ngàn. Với hai hộp nữa nha. Nhiều. Dạ ở dưới á bà. Dạ 15 ngàn. Nhiều ạ, sáu. Ông Tâm dĩa dưới đây năm dĩa. Là 90 ngàn phải không? Ở dưới là dạ, cảm ơn. Là 4 hộp đó. Hả cái gì? 2 hộp. Làm 2 hộp. Dạ anh cảm ơn sáu. Hộp này có ai nè ông Chính ơi? Làm thêm hộp đó đi, hai hộp. Rồi là hiện tại chưa có ai nữa đó, 2 hộp này là hết rồi đó. Quá hấp dẫn, bán quá đắt. Tiếp theo tôi hay hợp luôn nghe. Tiếp theo. Cảm ơn chú Ốc. Đem Chính ơi. Có nước mắm chưa? Dạ rồi, để chổng á nhưng mà chưa có ớt nha. Rồi, hay hợp luôn. Còn Chính ơi. Không, mình còn chả giò kìa, mình bán chả giò. Ừ, mình còn bún mà. Cứ bán từ từ đi chị. 2 hộp luôn. 2 hộp luôn, 30 ngàn. Thôi lại 70 ngàn luôn. Ông ơi, ông. Con cảm ơn Chính. Dễ hơn. Đem Chính này. Hai hộp của tôi đâu? Đây. Chính này thịnh, bây giờ con thêm chả giò cho Chính nha. Không, cái này cũng chính nè chị. Ủa cũng chính hả? Đúng rồi. Hết rồi đó chị, ngưng rồi đó, chưa có ai đó. Làm gì, làm hộp đi, bún gì vừa thôi. Dạ rồi, chả giò, chả chốt lớn, chả nhỏ, chả rồi. Chả rồi, con cảm ơn. Chính. Đủ rồi, đủ hiện rồi. Thời là đủ rồi đó, còn cái này là chưa nè, chưa có khách. Trời ơi bác hai lên chắc hết quá ta. Còn nhiêu chị ba? Một dĩa đi. À, một dĩa còn một cái nữa là hết. Là hết thịt, còn chả giò một chút. Không, chia ra được 3 phần nữa. Tại vì bún ếch thêm chả giò. Tại vì chả giò nghe chị làm chứ. Rồi, dĩa đẹp rồi. Chú Ốc, một dĩa. Chú Ốc ơi, lấy ớt với nước mắm nha. Dạ rồi. Còn ai đó không? Hai thằng đó nha. Hết rồi đó. Hết ông Chính ơi. Vậy là hết. Hết. À, hết rồi. Một dĩa đi. Rồi, trời ơi, bữa nay bán quá đắt luôn cô chú ơi. Tại vì mình bán buổi sáng thì bán mấy cái món này rất là dễ ăn luôn. Cho nên là bà con cô bác đi qua đi lại họ mua ủng hộ mình rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn gì đã quan tâm và theo dõi mấy chị em tụi con bán bún chả giò thịt nướng nha. Nếu mà thích thì nhớ like, đăng ký để mà ủng hộ nha. Dạ. Còn tôi dĩa nữa đó. Rồi, để con làm cho. Ăn dĩa bún. Trời ơi, ông Năm ơi, thật là trễ quá đi. Cho nhỏ đăng dĩa nữa. Còn lại thiếu rồi. Thiếu rồi, thiếu ông Năm rồi, thiếu ông Năm rồi. Thiếu vào đó, cái con chín thì được. Năm tới kìa.
quá đắt kìa. Dạ, con cho dĩa đi. Hết rồi, chín rồi, hết. Để bán cho người ta đi. Hết rồi, dĩa nào của tôi. Dĩa nào của tôi. Ừ, dĩa này. Để tích đi. Để tôi cho muối nặng thì nó ngoài đậm vô. Bún không đi. Dạ. Bún không. Dạ, bún không. Thôi tặng ông Năm cũng chả giò cũng được đi để... Ông Năm ông không có găng ăn, chả giò tích á. Trời ơi. Khỏi chả giò luôn, bún với cái thị gì đó. Trời ơi, chết ông Năm tôi. Không được, không được. Đó, vậy đó là... Cái này cho bà chín đi. Có gì đâu, quen rồi luôn nè. Ngày 19 cho Năm hai cuốn chả giò đi chơi. Cô An ơi, cho dĩa gai vậy đó coi. Bún gao hả? Bún gao vậy đó. Ông Năm. Ông Năm cái gì? Ông Ủa? Ông chín chưa có. Bún chín bây giờ chưa có nữa hả? Bún gì đó. Đừng bún nhiều ít thôi. Nè, cái này cho ông Năm được không? Ông Năm ơi. Ông Năm rồi. Rồi, gì? Bún gao không? Rồi, bà chơi tôi. Ủa? Vậy cái dĩa ông Năm là bún không ấy vậy? Mà. Chưa chết chết. Đây còn này nè, không vừa vô chết. Vậy cho ông Năm đi, cho ông Năm miếng đi, cho ông Năm miếng đi. Thôi, để cho chín đi.